Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Sử nhé. Vâng, anh ở thành phố Ninh Bình. Vâng, sau khi anh xem kênh YouTube, anh có đặt cho mình một đôi chép rời mã là PT6. Và đặc biệt là cái dòng này được mạ vàng rất là đẹp, nhìn rất là sang chảnh ạ. Và bên này ở giữa có hình đầu đạn rất là đẹp, thì nằm phía sơ bên trong đấy ạ, bằng cái họng của nó đấy ạ. Và hai bên đều là cái hình đầu đạn rất là bắt mắt. Đúng rồi, chép thì em đang thử cho anh Sử đấy ạ. Vâng, chép đánh rất là hay, rất là nhuyễn. Nghe rất tươi và anh Sử nhá. Ở bên em có tặng anh kèm cái tụ đấy ạ. Tụ này là tụ chống cháy đấy ạ. Vâng, cái tụ này chống quá vượt ngưỡng để gây cháy chép. Vì thế bên em đã tặng cho anh cái tụ rời bên ngoài. Vâng, em đang kẹp trực tiếp cái dây này, anh nhớ đấu cho em là dây dương nhá. Dây dương và dây âm phía trên đấy ạ. Đây là dây âm, anh đấu nhớ cho em nhá. Tụ thì anh phải đấu vào cầu đỏ, đỏ lên màu đỏ đấy ạ. Đấy. Vâng, thì anh Sử nhá, cái này bên em test nhá, rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh để làm sao cái step đến tay anh nó hoàn hảo nhất. Vâng, thì em đang kết nối trực tiếp đằng sau đẩy đấy ạ. Vâng, bằng cái dây jack new trick. Và sau đó em đấu bằng hai đầu dây tín hiệu đây, trực tiếp vào cái chép của anh luôn. Thì anh không bao giờ sợ cháy nhá. Đầu chép của anh đang đánh ạ. Em quay sát để anh nghe rõ tiếng chép nhá. Vâng, rất êm tai anh Sử nhá. Nhìn rất là dày dặn. Vâng, anh Sử ơi, hiện tại hai cái chép này của anh hoạt động rất tốt. Vâng, sau đây em xin phép bỏ ra cho Nhiêm đi đóng hàng gửi cho anh. Và sau cùng thì em chúc anh Sử và gia đình sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Sử và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.